về quy luật mà bất biến khi mà tạo triển khai cái thương hiệu của công ty đó chính là quản lý khủng hoảng và ngôn luận. Thì một cố vấn của chủ tịch lên đã gọi đó là ba cú đánh. Thứ nhất là những email nội bộ của nhà phân tích nghiên cứu Merrick, họ đã cười nhạo chế giễu các cổ phiếu mà từng được đề xuất cho khách hàng và khuyên họ mua vào. Những email này đã châm ngòi cho cuộc điều tra của tổng trưởng lý của tiểu bang New York về những mâu thuẫn quyền lợi có thể tồn tại giữa hai phòng nghiên cứu và phòng nghiệp vụ ngân hàng đầu tư tại Merrick. Ông này buộc tội Merrick đang cố tìm cách nâng cổ phiếu của mình, của một số công ty để mong giành chiến thắng ở hoạt động kinh doanh ngân hàng đầu tư của họ. Mùa xuân năm 2002, Merrick đã bỏ ra 100 triệu đô la để dàn xếp cuộc điều tra này. Thứ hai là những cuộc điều tra điều trần trước quốc hội chỉ diễn ra không lâu sau khi vụ sụp đổ của Enron. Việc này đã hướng dư luận đến sự dính líu của Merrick trong việc thiết lập quan hệ đối tác và những thỏa thuận ngầm mà Enron dùng để che đậy tình trạng tài chính thực tế của mình. Thứ ba là Mata Tewat, người từng bị điều tra về khả năng giao dịch liên quan đến nhà môi giới Merrick của bà cùng trợ lý của ông ta. Danh tiếng của một công ty có thể sống sót sau hàng loạt tấn công tối đa mặt mũi này không? Hãng môi giới nào thì cũng chỉ có thể làm ăn phát đạt dựa vào niềm tin của công chúng đầu tư cho họ. Vậy mà các cuộc khảo sát công luận năm 2002 của Harry về danh tiếng của doanh nghiệp ấy, cho thấy Merrick chỉ bị chỉ trích đến mức khó tin. Một người nói theo tôi thì Merrick cùng một ruột với những sòng bạc Las Vegas và bọn mafia chuyên bị bợm mà lừa đảo. Những người khác thì nặng hơn, họ nói hãy chấm dứt ngay việc cướp bóc của người già và đừng là lũ heo tham tiền như vậy. Kiểu mạt sát nóng nảy như vậy khiến nhiều nhân viên trung thực của đại gia dịch vụ tài chính này chán nản. Nhưng công ty đã cố gắng để vượt qua khủng hoảng bằng cách bắt tay trên sửa lại mảnh méo mó của nó. Rick Lau là người chỉ đạo hàng loạt cái khủng hoảng này suốt thời kỳ. Bạn phải làm mọi thứ để kiểm soát những gì mà bạn có thể. Nhưng quả thật, đó là một thời điểm vô cùng khó khăn mà tôi cảm thấy gần như bất lực để bảo vệ chính mình. Rick Lau là phó chủ tịch cao cấp phụ trách công tác thông tin liên lạc và quan hệ công chúng trước khi trở thành một cố vấn kiêm chủ tịch thị trường chung vào tháng 7 năm 2003. Ông thừa nhận danh tiếng của Merrick đã chịu tổn hại to lớn từ ba cú đánh liên hoàn như vậy. Làm sao để không tổn hại khi những phán quyết phạm pháp có thể xảy ra, cơ hội kiện tụng nhân sự có thể đẩy công ty đến chủ phá sản. Rick Lau đã tiết lộ Merrick đã mất 20 tỷ đô la vốn thị trường chủ yếu do sự tổn hại danh tiếng từ cuộc khủng hoảng ở trên. Những cuộc khủng hoảng này chứng tỏ sự sụp đổ nghiêm trọng trong văn hóa đáng tự hào của Merrick. Một số nhân viên Merrick đã rời xa và tuyên bố thường được trích dẫn trong cựu chủ tịch William Freer, đó là không gì quan trọng hơn danh tiếng của công ty. Hàng loạt khủng hoảng này bị vi phạm các nguyên tắc của Merrick. Merrick được liệt kê nhiều trong các ấn phẩm khác nhau của doanh nghiệp và được treo một cách trang trọng trên các bức tường văn phòng. Danh sách các nguyên tắc này là sự quan tâm đến khách hàng lên trên hết, cụ thể là trong ngành công nghiệp cạnh tranh ngày càng cao của chúng ta, thì thành công không phụ thuộc vào khả năng bán một sản phẩm hay dịch vụ nào đó mà phụ thuộc vào mức độ tin cậy của khách hàng đối với Merrick lên. Nhiều khách hàng đã cho rằng nghiên cứu của Merrick đã không còn đáng tin cậy sau vụ dàn xếp vụng về với văn phòng tổng trưởng lý tiểu bang New York. Người ta tự hỏi liệu ai có thể tăng giá cổ phần Merrick lên nữa không? Cuộc nghiên cứu cho thấy Merrick đã tự thực hiện vào mùa thu năm 2002, cho thấy kết quả đáng buồn. Chỉ 39% khách hàng tin rằng công ty có tính liêm chính cao, giảm mạnh so với 64% trước khi xảy ra vụ dàn xếp vụ kiện vào tháng 5 năm 2002.
Nhưng tỷ lệ đó còn được xem là cao hơn so với những gì mà nhà đầu tư thông minh, không phải là khách hàng của họ nghĩ, chỉ 16% cho Merit là điểm cao về tính liêm chính. Cặp lò họ vô đơn chí khi theo gót của khủng hoảng này. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, trung tâm thương mại quốc tế vốn đã làm tổn hại trụ sở gần đó của Merit và buộc công ty phải dời văn phòng. Đó là một cuộc tranh cãi không dứt mà cứ nối tiếp với nhau. Và chưa kể là vụ khủng hoảng này đã lấy đi mạng sống của ba nhân viên Merit. Covid Low là một kỳ cựu về quản lý khủng hoảng, không hề tỏ ra sợ sệt. Ông từng đảm nhiệm vai trò thư ký báo chí cho thống đốc bang Venezuela là Dick trong suốt thời gian xảy ra vụ tai nạn tại nhà máy năng lượng hạt nhân Three Island vào năm 1979. Và trong gần 2 thập niên làm việc tại Madrid thì ông đã hướng dẫn công ty vượt qua một số khủng hoảng khác, trong đó có sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1987, vụ phá sản giữa thập niên năm 1990 ở quận Cam, bang California, và vụ kiện của quận này đã chống lại Merit và các nhà môi giới của họ. Tuy nhiên, ông cũng không thừa nhận rằng ông chưa từng biết đến một vụ dữ dội nào hơn cuộc khủng hoảng từ ba hướng bắt đầu xảy ra năm 2002. Cách làm của Merit cho thấy tầm quan trọng của việc xử lý công việc thận trọng và chắc chắn. Ông hiểu rằng con người bộc lộ bản thân rõ nhất vào thời điểm khó khăn nhất. Một trong những nguyên tắc chính của ông là thu nhập mọi dữ kiện trước khi đưa ra thông điệp cho báo giới. Việc phạm sai lầm này lúc này đã làm cho công chúng hoang mang. Lâu và nhóm của ông đã nhanh chóng biên soạn và phân phát cuốn sách hướng dẫn nhân viên cách trả lời các câu hỏi từ bên ngoài. Bởi họ nhận ra rằng trong thế giới thông tin hiện nay, tốc độ phản ứng đã trở nên cấp thiết hơn hơn bao giờ hết. Văn phòng của Rick nằm sát cạnh văn phòng tổng cố vấn và sau văn phòng của giám đốc điều hành. Điều đó giúp ông cập nhật được thông tin về những diễn tiến mới nhất của mình. Trong suốt các cuộc khủng hoảng này, mọi hành động của Merit hầu như đều mang tính cách đối phó, nhưng vẫn đảm bảo đúng tính chiến lược của công ty. Ví dụ như khi chọn đại diện để điều trần các ủy ban quốc hội về việc Enron, các nhà điều hành Merit đã không để cho giám đốc điều hành này lúc bấy giờ là David Coleman ra mặt. Thay vào đó, họ chọn chủ tịch phụ trách bộ phận môi giới quốc tế là Kelly Martin, người nổi tiếng về khả năng ăn nói lưu loát và có thể có nhiều và có nhiều kinh nghiệm trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư. Merit không muốn cử một người ở vị trí trung bình để làm đại diện đại biểu quốc hội tự ái nổi giận để làm các đại biểu quốc hội tự ái nổi giận, nhưng có một người ở cấp bậc quá cao có thể làm cho tình hình trông có vẻ nghiêm trọng hơn thực tế. Ai cũng có thể biết rằng lời nói của giám đốc điều hành gần như chắc chắn là được đăng lên trên trang nhất của mọi tờ báo lớn vào ngày hôm sau. Trong cuộc khủng hoảng này thì Madrid đã lập kế hoạch quảng cáo một cách cẩn thận đối với những thông tin chẳng lấy làm gì tốt lành là vẫn xảy ra hàng ngày. Công ty quyết định tạm hoãn một chiến dịch lớn nhằm để quảng bá hình ảnh doanh nghiệp mà họ chỉ được đăng ở quảng cáo đơn giản sau vụ dàn xếp năm 2002. Một quảng cáo tuyên bố rằng công ty đã lập ra một tiêu chuẩn mới cho nghiên cứu đầu tư, trong đó trình bày chi tiết các bước mà Merit sẽ thực hiện để trách nhiệm cao hơn, tiết lộ nhiều thông tin cho hơn cho nhà đầu tư, đồng thời tách các thù lao của nhà phân tích đầu tư khỏi nghiệp vụ ngân hàng đầu tư. Một quảng cáo khác chiếm trọn cả đôi trang tờ báo đăng ảnh con Mankai là con người kế nhiệm của ông ở Stanley là tuyên bố các nhà lãnh đạo phản ứng có tính cách xây dựng trước những lời chỉ trích. Chúng tôi nghe thấy sự phê phán đó và đang cố gắng làm nhiều hơn những gì khách hàng đòi hỏi. Của Đức Lao đã giải thích, những báo cáo này chủ yếu là nhắm đến nhân viên để họ nhận thức rằng một phần của cuộc tranh cãi này đã trôi qua và mọi việc có thể dần vào nền nếp cũ. Xong, điều đó không có nghĩa là bạn tiếp tục để đưa ra thật nhiều quảng cáo, vì vậy sẽ làm nảy sinh ra nhiều rắc rối hơn. Thật bất bích và bất cẩn nếu bạn chỉ thực hiện một chiến dịch quảng bá hình ảnh rầm rộ trước thời điểm công ty hoàn toàn phục hồi.
thì chẳng ai chẳng nghe lời quảng cáo đó, và bạn chỉ tạo cơ hội cho đối thủ của bạn tấn công mà thôi. Thay vì đánh bóng hình ảnh, hầu hết các báo cáo của Merit lúc này đều tập trung vào việc quảng bá chi tiết các sản phẩm và dịch vụ tài chính. Trong khi chương trình quảng cáo ở bên ngoài công ty có xu hướng không quá ồn ào, thì công ty lại đẩy mạnh sự giao tiếp giữa các nhân viên. Lúc này các nhân viên cần thông tin để tránh nản lòng, cũng như để thấm nhuần các tinh thần văn hóa mới của công ty về chịu trách nhiệm và tính độc lập. Trước đây công ty đã nổi tiếng cái tên mẹ là Merit, mẹ Merit, vì cách chăm sóc nhân viên của mình. Nhưng bây giờ có vẻ điều đó đã bị lãng quên. Nếu quả thật như chúng ta làm hại danh tiếng của công ty thì điều đó là không thể chấp nhận được. Neil đã nói như vậy trong cuộc họp với pháp lý Merit. Khi đề cập đến những mối quan hệ của Neil và Aaron, ông đã nhấn mạnh rằng công ty có lỗi khi đã quá ngây thơ và ông gọi đó là không thể tha thứ được. Ông nói tiếp, chúng ta phải kinh doanh tốt hơn, chúng ta phải thông minh hơn, chúng ta có thể và chúng ta có thể làm được như vậy vì chúng ta không thể chấp nhận vấn đề tổn hại danh tiếng của mình. Merit hài lòng cho rằng là họ làm đủ các bước để ngăn ngừa không mất đi mảng kinh doanh quan trọng trong suốt thời gian diễn ra cuộc khủng hoảng này. Công ty đã gửi đi các thông báo cho khách hàng về cuộc tranh cãi khác nhau và trang bị cho nhân viên bí quyết trả lời các câu hỏi của khách hàng với thông điệp chủ yếu rằng tài sản của bạn và tách biệt với tài sản của công ty. Nếu những khách hàng tỏ ra e dè, một nhóm cùng các quản lý cấp cao sẽ được điều tới để thuyết phục và đảm bảo rằng tình hình của Merit sẽ trở nên tốt đẹp và đề nghị họ đừng tin vào những thứ mà họ đọc hay nghe được trên báo chí. Đôi khi nhân viên của Merit còn đến thăm các quan chức chính phủ, các công ty luật pháp của tiểu bang, kể cả các nhà quản lý quỹ lương. Với sự trợ giúp của luật sư Merit, những cuộc gặp gỡ trực tiếp như vậy tỏ ra hiệu quả nhất trong việc xoa dịu đi làm nhiều những mối băn khoăn của con người, của mọi người. Không chỉ dựa vào năng lực chuyên môn của mình mà Merit còn thuê những người bên ngoài tư vấn về chiến lược kinh doanh cho công ty. Cả hàng tư vấn của cựu thị trưởng thành phố New York là Rubio cũng được mời đến. Danh tiếng của ông sau thảm kịch ngày 11 tháng 9 năm 2001 khiến Merit nghĩ đến việc xem xét chọn Willy làm phát ngôn viên chính thức, nhưng cuối cùng họ cũng đã quyết định là chọn người khác. Merit đã thuê một hãng nghiên cứu thị trường ở bên. Đây là một hãng rất có khả năng trong vấn đề kinh doanh thị trường lẫn chính trị, và tất cả các cuộc khủng hoảng này đều mang đến sự dính dáng chính trị khá nhiều. Thông qua các công trình của Ben thì và một số nghiên cứu khác, Merit đã thấy rằng danh tiếng của công ty đang ở mức thấp vào mùa hè năm 2002 khi 40% nhà đầu tư của họ không phải là khách hàng của họ, cho điểm đánh giá không thuận lợi. Phần khó nhất của Critlow là đội ngũ quan hệ công chúng của ông, sự bất lực trong việc bảo vệ công ty một cách quyết liệt hơn. Nhiều Critlow và nhiều nhà điều hành khác thừa nhận một số nhân viên chắc chắn có lỗi về sự phát ngôn sai trái và hành vi vô đạo đức, nhưng họ không đồng ý với cơ quan luật pháp và những người chỉ trích công ty đã vi phạm pháp luật. Ban đầu Merit cũng ung dung, nhưng chẳng bao lâu họ phải xem lại các phương pháp hành động. Merit sợ rằng sự phòng thủ quá mức trong suốt các cuộc điều tra của Elliot có thể dẫn đến những lời cáo buộc vi phạm pháp luật khiến công ty bị hủy hoại. Một bản cáo trạng hình sự từng sụp đổ hàng cái toán Anderson. Từ rất lâu chúng tôi đang đấu tranh trong tình trạng không phải bị cáo buộc một tay mà là cả hai tay. Chúng tôi chỉ có thể nỗ lực bác bỏ những lời cáo buộc hay là lên án, vì chúng tôi cảm thấy một số email đã bị lấy ra trong bối cảnh của nó. Nhưng chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không thể kiện công chúng và chống lại các cuộc điều tra. Mối quan hệ mối đe dọa từ một phán quyết hình sự trong môi trường báo chí hiện nay có thể là một chí mạng, và phương án hành động ít tốn kém nhất thường là dàn xếp để thanh toán vụ việc. Những buổi điều trần về vụ Enron ở Washington cực kỳ buồn chán. Bầu không khí chính trị với những thông tin rò rỉ khiến báo chí tập trung vào đề tài chiến tranh trước khi đại diện của Merit xuất hiện tại cuộc điều trần. Merit lâu nói, đây là một vụ dội bom tập trung. Chúng tôi đã không thể làm bất cứ điều gì khi danh tiếng bị bôi nhọ. Điều quan trọng nhất của Merit lúc này là thoát khỏi những cuộc khủng hoảng đó càng sớm càng tốt. Việc cắt đứt quan hệ với những người bị vướng vào rắc rối pháp lý cũng chỉ là một phần của chiến lược này.
ngay cả ban các quan chức Merrick phát hiện sự thiếu nhất quán trong nhân từ của nhà môi giới chứng khoán Dexter cùng với trợ lý của ông ta. Người trợ lý này thì chịu trách nhiệm về tư vấn đầu tư cho Mata và họ không lập tức điều đình chỉ hoạt động, cuối cùng sa thải hai người này. Điều đó là cộng thêm cho Merrick một số điểm về danh tiếng trong cuộc thăm dò ý kiến công chúng. Tương tự, công ty đã sa thải hai nhà điều hành khi họ từ chối hợp tác trong cuộc điều tra vụ Enron. Tuy nhiên, chiến lược của Merrick cũng đã thất bại đôi lần. Ví dụ như đã xác định thời điểm đăng bài viết nguyên trang của giám đốc điều hành mới là Stanley Neal trên trên tờ là The Wall Street Journal đã tỏ ra một sai lầm nghiêm trọng trong bài viết. Neal đã bày tỏ mối lo ngại về công ty đã trở nên quá nhạy cảm với rủi ro về vụ bê bối doanh nghiệp liên tục xảy ra, quyết định của chính phủ ngày càng nhiều và công chúng dường như đã quen với ý nghĩ rằng các nhà điều hành doanh nghiệp nhóm tư bản sống ngoài vòng pháp luật. Bài báo đã được gửi đi sau vài tuần. Tháng 4 năm 2023, nó được đăng vài ngày trước khi phán quyết về thanh toán kỷ lục 1,4 tỷ đô la cho công ty World Stretch được quan chức pháp luật bị tiểu bang và liên bang thông báo. Chủ đề bài báo không làm cho tổng trưởng lý hài lòng, ông Phạm Hàn. Quý vị xem bài báo Stanel kia, họ khiến tôi phải tự hỏi, không biết liệu chúng tôi có thể học được điều gì từ đây chăng? Ông nói thêm, những điều chính phủ cáo buộc về Merrick là quý vị đang cố lừa gạt, chứ không phải là rủi ro. Mặc dù Merrick đã cố từ chối bình luận trước báo giới, nhưng ban lãnh đạo nhanh chóng thảo một bản tuyên bố gửi cho tất cả các nhân viên với lời khẳng định của O'Neill là tôi đã đọc được rất nhiều điều và tôi đã tin rằng tất cả mọi người, Merrick, Lerner cũng như thế. Ông nói, dù chúng ta cố đọc quyền lợi của khách hàng lên trên, nhưng cũng không phải lúc nào chúng ta cũng làm được như vậy. Rất là vào thời điểm này, báo chí đã lấy thông điệp của ông làm câu kết cho một chương khác trong trận chiến bất tận của Merrick, tổng trưởng lý. Mùa hè năm 2003 là cao điểm của các đợt khủng hoảng Merrick. Giờ đây, tất cả các vụ dàn xếp thanh toán WorldCat đã gây tốn kém cho Merrick tổng cộng 200 triệu đô la. Ở phía sau, công ty cũng đã thanh toán 80 triệu đô la cho vụ dàn xếp riêng cho Ủy ban trao đổi chứng khoán Mỹ để giải quyết nhiều vụ khiếu nại về việc họ đã liên quan đến Enron. Quan trọng nhất là cuối cùng cũng đã có một vài tin thật sự tốt lành. Tin đầu tiên quyết định có lợi cho Merrick về thẩm phán liên bang Milan Bullock về một vụ kiện tập thể chống lại công ty và ngôi sao phân tích chứng khoán trên Internet trước đây là Henry. Thẩm phán quyết định rằng nguyên đơn mà ông gọi là các nhà đầu tư rủi ro cao đã không chứng minh được rằng họ bị lừa gạt bởi nghiên cứu chứng khoán mà Merrick công bố. Đây là một tia sáng ngoài dự kiến cho Merrick và các nhân viên của họ. Ai nấy được xem đó là một sự không chỉ một sự đính chính trong công ty mà là sự thừa nhận rằng các nhà đầu tư là những người trực tiếp chịu trách nhiệm về tổn thất trên thị trường chứng khoán chứ không phải là các nhà môi giới. Tuy nhiên, Merrick im lặng để cho thẩm phán minh bạch, họ không tự khen mình. Thì như thế rằng là mức ủng hộ, tổng kết lại là mức ủng hộ danh tiếng của Merrick thường xuyên đạt đến mức 75% đối với các nhà đầu tư không phải là khách hàng, nhưng họ là mục tiêu chính cho mạng kinh doanh mới của công ty. Tuy vậy, làn sóng khủng hoảng gần đây đã đẩy tỷ lệ này xuống dưới mức ổn định. Đó, đây là thời kỳ diễn ra thăng trầm về danh tiếng của công ty. Từ mùa xuân năm 2002 đến mùa hè năm 2003, dưới đây là tổng số điểm ủng hộ, không ủng hộ và phần còn lại là những người không trả lời và nói rằng họ không chắc chắn. Tháng 5 năm 2002, ngay trước tổng trưởng lý New York thông báo về cuộc dàn xếp thanh toán 100 triệu đô la cho vụ điều tra mâu thuẫn quyền lợi của bị cáo buộc trong nghiên cứu đầu tư của Merrick, 70% ủng hộ, 21% không ủng hộ. Tháng 6 năm 2002, vài tuần sau vụ dàn xếp thanh toán này được thông báo, 60% ủng hộ, 30% không ủng hộ. Cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2002, trong suốt những phiên điều trần trước Quốc hội về vai trò của Merrick trong vụ bê bối Enron, cũng phát hiện ban đầu về khả năng buôn bán cổ phiếu trong tay của Mata và nhà môi giới Merrick của bà, 57% ủng hộ, 37% không ủng hộ. Mùa thu năm 2002, khi Merrick ít được báo giới nhắc đến, thì 60% ủng hộ, 28% không ủng hộ.
Mùa hè năm 2023 thì sau một dàn xếp thanh toán cho World Trade 1,4 tỷ đô la quyết định thẩm phán liên bang midterm trong vụ kiện tập thể các nhà đầu tư với kết cục có lợi cho Medip, và báo cáo thu nhập quý 2 của Medip tăng mạnh 65% ủng hộ và 25% không ủng hộ. Vài tuần sau thì Medip báo cáo lợi nhuận quý 2 của họ tăng vọt lên 61%, tức là 1,02 tỷ đô la lợi nhuận quý cao thứ hai từ trước đến nay, đồng thời dữ liệu nghiên cứu cho thấy mức ủng hộ dành cho họ bắt đầu tăng đạt từ 65% đối với các nhà đầu tư không phải là khách hàng, mà 70% là đối với các khách hàng. Nhưng Merit không vội mở sân bay ra tiệc mừng điểm điểm danh tiếng của họ với các nhà đầu tư không phải là khách hàng, còn chưa đạt mục tiêu ủng hộ từ 70% đến 75%, chưa tạo một làn sóng thông tin tiêu cực khác mà ập vào tháng 8 sau vụ trục xuất của Thomas, nhà điều hành số 2 của Merit, và vụ biến động quản lý ở cấp quản lý sau cuộc tranh cãi so với Merit dự kiến, và công ty tự ý cho rằng cảm giác giận dữ trong lòng. Công chúng đầu tư Chris Long nói bạn phải kiên nhẫn, tin rằng bạn sẽ vượt qua cuộc tranh cãi này, chỉ cần bạn có thể hành động đúng đắn, và bạn nhớ rằng cuối cùng báo chí và chính trị gia sẽ chịu mũi dùi sang phía người khác. Như vậy là hết cái quy luật bất biến thay đổi cái tình chuyển từ tình thế có hại sang tình thế có lợi, và nó quản lý cái cuộc khủng hoảng chúng ta còn mua được.